Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, những bộ anime harem với rất nhiều những cô gái sở hữu những tính cách vô cùng khác biệt có lẽ được rất nhiều anh em yêu thích phải không nào? Trong số họ có những cô gái vô cùng nổi bật nhưng lại đem lòng thêm một chàng trai vô cùng bình thường, hẳn để lại rất nhiều ấn tượng. Và nếu như bạn đang tìm kiếm những bộ anime như vậy thì hãy cùng với mình đến ngay với Top 10 Anime Harem có cô gái nổi tiếng đem lòng yêu chàng trai hết sức bình thường nhé! Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại cho mình một like và bình luận xem liệu bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Otome Yokai Zakuro, thể loại romance lịch sử seinen siêu nhiên Demon's Military. Thiếu úy Kei Agemaki, con trai của một vị tướng quân nổi tiếng, đã che giấu nỗi sợ hãi tột cùng của mình đối với những sinh vật huyền bí suốt cuộc đời. Tuy nhiên, khi mà anh ta và hai người khác được chỉ định sống và làm việc với yêu quái trong bộ linh hồn, anh ta phải đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Bây giờ, với sự giúp đỡ của linh hồn cáo Kushimasu, anh ta và các sĩ quan của mình phải học cách làm việc cùng với các ma nữ yêu quái Jack Zakuro, Susu Kihotaru, Huzuki và Bonbori để giải quyết các vụ án huyền bí. Lấy bối cảnh là một phiên bản phương Tây hóa Nhật Bản, Otome Yokai Zakuro khám phá ra cuộc sống đụng độ xảy ra khi mà Đông gặp Tây, địa phương gặp nước ngoài và phụ nữ gặp nam giới. Liên minh bất thường của các yêu quái và các sĩ quan loài người phải học cách làm việc cùng với nhau trong một thế giới đang thay đổi xung quanh họ. Số 9. Ushina Wareta Mirai wo Motomete, thể loại sci-fi drama romance school. Kari Sasaki, một thành viên của câu lạc bộ thiên văn học của Học viện Uchihama, tỏ tình với Sou Akiyama. Nhưng vào cuối buổi tối hôm đó, cô ấy chết trong một vụ tai nạn thương tâm. Bạn bè của cô và các thành viên câu lạc bộ thương tiếc cho cái chết của cô trong một bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, cô ấy đến trường vào ngày hôm sau và không ai cảm nhận được điều gì bất thường. Một ngày kết thúc và không có bất kỳ sự cố bất thường nào và nhóm bạn lên kế hoạch cho lễ hội văn hóa sắp tới. Đột nhiên, căn phòng bị rung chuyển bởi một trận động đất bất thường. Mọi người chia nhau ra để điều tra, ngoại trừ Nagisa Hanamiya, người ở lại. Khi mọi người rời đi, Nagisa nhận thấy rằng khối lập phương giống như thánh tích kỳ lạ mà cô đang đùa giỡn bắt đầu phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Trong khi đó, Sou tình cờ gặp một cô gái trần truồng bất tỉnh nằm trong vũng nước. Ushina Wareta Mirai wo Motomete, theo chân những cuộc phiêu lưu ngày càng kỳ lạ của câu lạc bộ thiên văn học, từ đối phó với những linh hồn đến dập tắt sự bất ổn giữa các câu lạc bộ sinh viên. Đồng thời họ làm sáng tỏ những tình tiết đằng sau sự xuất hiện đột ngột của một học sinh mới chuyển đến. Số 8. Kimi no Irumachi, thể loại slice of life, drama, romance, shonen. Haruto Kirishima sống một cuộc đời bình lặng ở vùng nông thôn, tránh xa nhịp độ cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố. Sau đó, Yuzuki Eba bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh, đến từ Tokyo để sống với gia đình trong một thời gian ngắn. Thời gian họ ở bên nhau khiến cho anh say mê với những ký ức về khoảng thời gian ngắn ngủi đó trước khi cô đột ngột biến mất khỏi cuộc đời của anh và để lại cho anh đầy những thắc mắc. Kimi no Irumachi bắt đầu một thời gian sau đó. Sau khi Haruto chuyển đến Tokyo để sống cùng với em gái mình để theo đuổi nghề nấu ăn, nhưng thực ra anh ấy muốn ở bên Yuzuki. Mọi chuyện bắt đầu không được tốt, khi mà anh đến nơi, anh ta bị nhầm là một tên trộm và bị tấn công bởi người hàng xóm của chị gái Mishima Asuka. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, cảm xúc của anh bắt đầu dao động. Là Eba, người tiếp tục tránh mặt anh không lý do, hay người dành tình cảm cho anh Asuka? Cùng mình đón xem bộ anime này để nhận được câu trả lời nhé! Số 7. Koe wa Ame Agari no Yoni, thể loại romance seinen. Akira Tachibana, một học sinh trung học dày dặn và cựu vận động viên điền kinh, đã không thể đua như trước kể từ khi bị chấn thương nặng ở chân. Và mặc dù cô ấy được các bạn cùng lớp đánh giá là hấp dẫn, cô ấy không quan tâm đến các bạn nam xung quanh trường. Khi làm việc bán thời gian tại Garden Cafe,
Akira bắt đầu nảy sinh tình cảm với người quản lý, một người đàn ông 45 tuổi có tên là Masami Kondo. Bất chấp khoảng cách tuổi tác quá lớn, Kondo thể hiện sự quan tâm và tử tế thực sự đối với khách hàng của nhà hàng mình. Điều mà những người khác coi là yếu đuối hay mềm yếu đã thu hút Akira đến với mình. Dành thời gian cùng với nhau tại nhà hàng, họ trở nên thân thiết hơn. Điều này càng tăng thêm tình cảm của cô ấy. Bị đè nặng bởi những cảm xúc không chắc chắn này, Akira cuối cùng quyết tâm thú nhận. Nhưng kết quả sẽ ra sao? Số 6. Kuzu no Honkai, thể loại drama Romance School Seinen. Với thế giới bên ngoài, Hanabi Yasuraoka và Mugi Awaya là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, họ chỉ chung một nỗi đau thầm kín. Cả hai đều yêu người mà họ không thể ở bên cạnh. Hanami đã yêu người bạn thời thơ ấu và là người hàng xóm Narumi Kanai từ lâu như cô có thể nhớ được. Vì vậy, cô rất vui khi mà phát hiện ra anh ta là giáo viên chủ nhiệm mới của cô. Tuy nhiên, Naruki sớm được giáo viên dạy nhạc Akane Minagawa để ý và một quan hệ giữa họ bắt đầu nảy nở, khiến cho Hanabi mất tinh thần. Mugi được Akane dạy kèm ở trường cấp 2 và yêu cô ấy kể từ đó. Qua một cuộc gặp gỡ tình cờ ở hành lang, anh ấy gặp Hanabi. Khi hai linh hồn cô đơn này dành nhiều thời gian hơn bên nhau, họ quyết định sử dụng nhau như một vật thay thế cho người mà họ yêu thực sự, chia sẻ sự gần gũi với nhau để ngăn chặn sự cô đơn của họ. Số 5. Lovely Complex, thể loại comedy romance shoujo. Tình yêu không bình thường đối với Koizumi Risa và Otani Atsushi, cả hai đều đang phấn đấu để tìm người bạn lý tưởng của mình ở trường trung học. Koizumi cao 172cm, cao hơn nhiều so với những cô gái bình thường, và Otani thấp hơn nhiều so với những chàng trai trung bình với chiều cao là 156cm. Để thêm phần thú vị, những người họ yêu nhau phải lòng nhau, khiến Koizumi và Otani bối rối và đau lòng. Tệ hơn nữa, họ thậm chí còn bị giáo viên chủ nhiệm gắn cho là một bộ đôi hài do tính cách và sự khác biệt rõ rệt về chiều cao của họ. Và các bạn cùng lớp thậm chí còn nghĩ rằng những lập luận của họ chỉ là bản phác thảo. Lovely Complex theo chân Koizumi và Otani khi mà họ khuyến khích nhau tìm kiếm tình yêu và trở thành bạn thân. Ngoài những trò hề lố bịch, họ sớm phát hiện ra sự giống nhau đến không ngờ trong gu âm nhạc và thời trang của mình. Có thể họ sở hữu một vài điều chưa được biết đến, nhưng liệu tình yêu có thể nảy nở giữa một cặp không xứng đôi? Số 4. Sukite Inayo, thể loại drama học đường romance shoujo. Bạn bè chỉ khiến cho bạn thất vọng, đó là sự thật đáng buồn mà Mei Tachibana phải chịu đựng kể từ khi cô bị đổ lỗi cho cái chết của một con thú cưng trong lớp. Kể từ đó, cô tránh xa mọi người để tránh bị tổn thương thêm lần nữa. Tuy nhiên, cuộc sống của Mei bắt đầu thay đổi khi mà một sự hiểu lầm ở trường trung học khiến cô gặp phải học sinh nổi tiếng Yamato Kurosawa. Yamato thấy cô hấp dẫn và khăng khăng là bạn của mình. Mặc dù Mei không muốn làm bạn với Yamato, nhưng mà một tình huống nguy hiểm kết thúc bằng việc Yamato hôn Mei để cứu cô thoát khỏi sự chú ý không mong muốn của kẻ theo dõi. Mei bắt đầu nảy sinh tình cảm với Yamato. Trước khi Mei phát hiện ra rằng tình cảm của họ là tương hỗ, họ bắt đầu hẹn hò và cũng không chỉ có được bạn trai mà cả bạn bè. Tuy nhiên, Mei rất khó thích nghi với lối sống này, đặc biệt là trong việc bày tỏ cảm xúc thật của mình đối với Yamato. Trải qua những hiểu lầm về mối quan hệ mới của họ và sự chú ý của những cô gái khác, Mei và Yamato dần dần thân thiết hơn và tìm hiểu thêm ý nghĩa thực sự của ba từ nhỏ đó: anh yêu em. Số 3. Inari Konkon, thể loại comedy romance school seinen supernatural. Học sinh trung học tóc xù Inari Fushimi thấp hơn trung bình, cô ấy nhút nhát một cách đau đớn và vụng về khủng khiếp. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, cô ấy vẫn rất tốt bụng. Chạy trên con đường quanh co ở quê nhà,
cô đi đường tắt qua ngôi đền địa phương và tình cờ gặp một con cáo nhỏ trên sông. Sau khi giải cứu anh ta, kể từ giây phút này, cuộc sống của cô có một bước ngoặt lớn. Biết ơn vì đã giải cứu chú chó con, nữ thần đền thờ Uka no Mitama no Kami, Uka-sama, ban cho Inari một phần sức mạnh của mình. Giờ đây, Inari có khả năng biến thành bất kỳ ai bằng cách hét lên cụm từ kỳ diệu Inari Con Con. Sức mạnh này cũng có thể cho cô can đảm để truyền đạt cảm xúc của mình đến người cô yêu, Koji Tanbabashi. Với khả năng mới và linh hồn cao con, Inari hình thành một tình bạn thân với Uka-sama, gặp gỡ nhiều hơn thế giới siêu nhiên và biết rằng tình yêu đích thực thì không có giới hạn. Số 2. Air, thể loại Slice of Life Supernatural Drama Romance. Yukito Kunisaki đang trong hành trình tìm kiếm Winged Maiden, người đã bị ràng buộc lên bầu trời nhiều thế kỷ trước. Sau khi nghe một câu chuyện thời thơ ấu cũ từ mẹ mình, khi Yukito cho mọi người xem chương trình múa rối của mình với nỗ lực kiếm tiền, anh thấy mình đang ở trong một thị trấn nhỏ mà anh ta không mong đợi sẽ ở lại rất lâu. Tuy nhiên, khi mà anh ta gặp một cô gái khác thường có tên là Misuzu, mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi mà anh được mời ở lại với cô ấy. Bằng cách ở lại thị trấn cổ kính, Yukito sớm kết bạn với người dân địa phương. Khi hiểu rõ hơn về họ, anh ấy biết được vấn đề của họ và giải quyết giúp đỡ, khiến việc tìm kiếm Winged Maiden bị đình trệ. Với việc tìm kiếm bị đình trệ và sự gắn bó càng ngày càng tăng của anh ấy với Misuzu và thị trấn nhỏ, liệu Yukito có bao giờ thấy được Winged Maiden hay là cô ấy đang ở gần anh hơn là anh nghĩ? Số 1. Two Tears, thể loại drama romance school. Sống chung dưới một mái nhà với người con gái mà anh ta phải lòng tưởng chừng là một giấc mơ đối với Shinichiro Nakagami, nhưng thực tế lại gần như một cơn ác mộng. Ở trường, Hiromi sáng sủa, giỏi giang trong học tập, thể thao và vô cùng nổi tiếng. Nhưng ở nhà, Hiromi là một người hoàn toàn khác. Cô ấy lạnh lùng, xa cách và được bao bọc trong lớp vỏ bảo vệ mà cô ấy tự dựng nên xung quanh mình sau một tuổi thơ đau khổ. Ở trường, một cô gái lạ có tên là Isurugi Noe đột nhiên có hứng thú với Shinichiro. Noe yêu những chú gà của trường, đặc biệt là Raigo Maru. Cô tin rằng nó có thể bay, vì vậy bắt đầu một mối quan hệ kỳ lạ nơi mà Shinichiro giúp Noe giải quyết các vấn đề của cô ấy, ngay cả khi anh ấy cố gắng tìm ra cảm xúc của riêng mình về Noe, Hiromi và người bạn thời thơ ấu của mình, Ando Aiko. Trong lúc đó, Shinichiro cũng đang cố gắng tìm ra chiếc chìa khóa để mở trái tim của Hiromi và hoàn thành cuốn sách mà anh ấy đang viết. Trên đây là top 10 anime harem có cô gái nổi tiếng đem lòng yêu một chàng trai mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng hay rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhấn subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Bye bye!